Ở chỗ này là rạch gòi nha quý vị. Rạch gòi là tiếng của người Khmer, quẹo tay trái là đi vô 1.000, 2.000, 3.000, 7.000, 14.000 quay trở lại Vị Thanh á, bằng đường đường lộ nhỏ nhỏ. Còn đây đi thẳng Cần Thơ. Như vậy lúc nãy tôi đi ngang cái thị trấn Ninh Cùng á quý vị, thay đổi hoàn toàn, không thể nhớ nổi cái khu nhà cũ của tôi. Mặc dù tôi đi từ từ tôi dòm. Cách đây 20 năm thì nó vẫn còn như cũ, không thay đổi nhiều. Và bắt đầu 20 năm sau tôi đi lại, tôi đi đúng rồi, rồi bây giờ đúng rồi, 20 năm sau tôi đi lại thì một sự thay đổi hoàn toàn nha quý vị. Nếu mà nãy tôi dừng ngay cái thị trấn Kinh Cùng á, tôi dòm tôi ngó tôi hỏi thì tôi cũng tìm ra thôi, nhưng tôi chủ quan. Tại vì lúc đó trên cái trục lộ về nè, nó có một cái cầu gọi là cầu móng, là cầu sắt, nó dài xuống dốc. Thì tôi nghĩ thế nào đi tới cái cầu đó thì quay lại khoảng chừng 400-500 mét là nhà tôi, rồi ra Rạch Gòi luôn. Đây tới đây là Rạch Gòi. Rạch Gòi thì lại không thay đổi, vẫn như xưa. Tôi vẫn nhớ con đường nhỏ nhỏ chỗ đó có quán cà phê, đi vô 1.000. Hồi xưa tôi hay vô xứ 7.000 tôi chơi, lúc đó chưa có đường lộ, đi đi vỏ lãi vô, đi tàu vô. Đi đây là đi ngang cái thị trấn Tầm Du, khu này tôi rành lắm rồi, khu này tôi đi biết bao nhiêu lần rồi, hồi đó đi slow không á. Đi qua Tầm Du, đi qua cái Tắc, ra cái Răng, đi Cần Thơ. Sơn trang tiên cảnh du lịch này ở miền Tây này, người ta làm những cái khu vui chơi giải trí, khu du lịch đó, người ta làm rất là màu mè, màu sắc sặc sỡ. Cái này là nó ảnh hưởng văn hóa của người Khmer quý vị. Quý vị thấy không, chùa chiền người Khmer rất là màu, rất là đậm, rồi đến quần áo luôn. Thử khi dân Việt mà theo hướng mở cõi đi vô đây á, thì nó phải ảnh hưởng văn hóa người Khmer là bình thường. Hồi xưa có đi Cà Mau, Cà Mét gì cũng đi cái đường này hết chứ quý vị. Đi An Giang rồi là đi. À, xin lỗi, đi ngoài cái Tắc này. Đây là Tầm Du nha quý vị, di khu di tích lịch sử văn hóa Tầm Du. Nó nghĩa trang để thấy mấy ông
cộng sản á, chết đó. Đánh cái này nó qua cái huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang rồi quý vị, chứ nó không còn là của huyện Phụng Hiệp nữa. Khu này là khu bắt đầu giáp vô cái chợ Cái Tắc rồi, một con chợ cập lộ lúc nào cũng đông đúc. Buổi sáng với buổi chiều là đông nghẹt luôn, tại vì cái khúc này nó nhỏ lắm. Qua cái cầu đó phía trước đó, là đến khu vực chợ đó, đông lắm. Giờ này giờ trưa nè mà đã đông người về đó. Hồi xưa mà cách đây mười mấy hai chục năm mà ở trong kinh rồi ra trong kinh 7.000 4.000 3.000 1.000 ra đây là bắt đầu thấy phố thị nha quý vị, ra là thấy vui liền, hưng phấn lên liền. Còn ở trong kia nó đâu có đường xá đâu, đi toàn ga đó. Bây giờ thấy cái chợ Cái Tắc phía trước mặt không, sùng lắm. Đây là trưa đó nha, tết nhất thì sao luôn, vui lắm. Cái khu này đi cả bước là bước đi không được. Giờ không thấy xe lôi, 20 năm trước đi xe lôi vui lắm, chợ 2, chợ 3, chứ số 7 không kéo. Đây khu vực chợ Cái Tắc đây, chợ Cái Tắc bên tay phải tay trái gì cũng được, ngoài này thôi, phía trong kia là bán ấy thôi, chứ ngoài này là những cái cửa hàng mà bán đồ ấy là nằm ở ngoài hết. Điện thoại di động rồi điện máy xanh rồi. Đó. Tỉnh Hậu Giang hẹn gặp lại. Làm như chỗ này trung tâm tỉnh là cái xã thôi. Quý vị quẹo tay phải đi xuống Sóc Trăng, đi Cà Mau thẳng tiến về Cần Thơ và đi ra cái răng.